Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 20 tháng 6 của Ghiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Không phải Erling Haaland, Rodri nhiều khả năng trở thành đối thủ lớn nhất với Lionel Messi trong cuộc đua giành quả bóng vàng năm nay. Trong bóng đá, những danh hiệu góp phần tạo ra một cầu thủ lớn. Màn trình diễn trên sân khẳng định cho đẳng cấp của cầu thủ. Rodri có tất cả điều đó. Đêm trên đất Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Rodri tạo ra đường cong hoàn hảo định đoạt trận đấu đưa Man City trở thành ông vua mới của bóng đá châu Âu, hoàn tất cú ăn 3 mùa giải năm 2022-2023. Một tuần sau đó, Rodri lại đứng trên bục vinh quang. Lần này là với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Chiến thắng trước Croatia ở trận chung kết Nations League giúp tiền vệ 26 tuổi bỏ túi thêm danh hiệu vô địch, khép lại mùa giải thành công mỹ mãn ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ở Man City, anh là trụ cột ở tuyến giữa, quân bài đáng tin cậy của Pep Guardiola. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ 26 tuổi sắm vai tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Điều này được chính huấn luyện viên Luis de la Fuente thừa nhận ở cuộc họp báo trước trận đấu với Croatia. Cái hay, sự khác biệt của Rodri mùa này thuộc về sự ổn định. Reuters thống kê tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi hơn 60 trận mùa này, trải qua 5.900 phút thi đấu. Đồng ý rằng không phải trận đấu nào Rodri cũng chơi tốt, thế nhưng anh luôn đảm nhận nhiệm vụ một cách tròn vai, không mắc sai lầm. Theo thông tin mới nhất từ tờ El Nacional, tiền đạo Cristiano Ronaldo quyết định sẽ không rời câu lạc bộ Al-Nassr trong hè năm 2023. CR7 quyết tâm ở lại đội bóng Ả Rập Xê Út cho đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc và giúp đội bóng này chinh phục các danh hiệu cao quý. Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay Ronaldo đang có ý định trở lại một đội bóng tại châu Âu có vé dự Champions League mùa giải tới. Tuy nhiên, điều này thực tế chỉ là những suy đoán chủ quan của các fan hâm mộ. Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi họ luôn khao khát được chứng kiến CR7 trở lại châu Âu để chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất một mùa giải nữa. Thông tin từ Oliver Thomas, nhà báo chuyên đưa tin của Man United đưa ra mới đây rằng tiền đạo số 1 của đội bóng Marcus Rashford đã gật đầu đồng ý với bản hợp đồng mới của đội chủ sân Old Trafford với thời hạn 5 năm, cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Trong khi đó, tờ The Mirror khẳng định tiền đạo người Anh sẽ trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất đội sau khi bản hợp đồng mới được ký kết. Cụ thể, Marcus Rashford sẽ nhận được mức lương 375.000 bảng một tuần, gần gấp đôi mức lương 200.000 bảng một tuần ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo 25 tuổi tốt nghiệp từ học viện của Man United đã có một mùa giải xuất sắc trong năm đầu tiên huấn luyện viên Ten Hag nắm quyền tại Old Trafford. Anh ghi được 30 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo trong tổng số 56 lần ra sân cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường. Trong đó, đáng chú ý là 17 bàn trong 35 trận góp mặt tại ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Rashford là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi mà huấn luyện viên Ten Hag đang xây dựng tại Man United. Cầu thủ xuất sắc nhất Man United mùa giải 2022-2023 có lẽ cũng hiểu được rằng vị thuyền trưởng của mình đang rất trọng dụng và tin tưởng anh. Đó được cho là lý do chính khiến số 10 quyết định gắn bó lâu dài với Old Trafford bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. BoomScore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Manchester United hiện tại vẫn đang dành cho Victor Osimhen một sự quan tâm đặc biệt. Xong, trừ khi Napoli chấp nhận hạ giá, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn không có kế hoạch đáp ứng mức phí lên tới 150 triệu euro mà nhà vô địch Serie A hiện đang yêu cầu. Ký giả người Ý cho biết, Victor Osimhen vẫn là cầu thủ được Manchester United đánh giá cao, đặc biệt là huấn luyện viên Ten Hag. Nhưng Manchester United sẽ không chi 150 triệu euro. Đây là giá trị của cầu thủ theo định giá từ Napoli. Đây là thời điểm bắt đầu của thị trường chuyển nhượng. Con số này vẫn có thể thay đổi trong thời gian tới. Về Osimhen, hãy để mắt tới câu lạc bộ Paris Saint-Germain vì đúng là họ thích Harry Kane. Nhưng thực tế thì mục tiêu hàng đầu của PSG là Victor Osimhen. Mọi thứ còn tùy thuộc vào mức giá cuối cùng mà Napoli yêu cầu cho tiền đạo người Nigeria. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, con số đó là 150 triệu euro. Con số quá lớn đối với Manchester United. Mới đây, chuyên gia săn tin đồn chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Manchester City sẽ chia tay João Cancelo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Được biết, đây là quyết định được thống nhất giữa đôi bên và hiện một giải pháp lý tưởng đang được họ thảo luận. Romano khẳng định Barcelona đang là đội quan tâm nhiều nhất tới Cancelo. Ký giả người Ý cho biết João Cancelo sẽ rời khỏi Man City vào mùa hè năm nay. Quyết định rất rõ ràng đến từ cả phía cầu thủ lẫn câu lạc bộ. Hiện tại, đôi bên đang tìm kiếm giải pháp tốt nhất và thêm một lý do để Man City cố gắng gia hạn hợp đồng với Walker. Barcelona vẫn là câu lạc bộ quan tâm đến João Cancelo nhiều nhất, nhưng còn tùy thuộc vào luật công bằng tài chính.
Trước đó, Romano từng xác nhận rằng Giao Cancelo cũng đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Nhưng hiện tại thì pháo thủ đang dồn toàn lực vào hai mục tiêu ưu tiên là Declan Rice và Kai Havertz. Dự kiến, Arsenal sẽ tiêu tốn hơn 150 triệu bảng cho hai thương vụ này. Thế nên, họ sẽ khó lòng tiếp tục theo đuổi Cancelo, người sở hữu mức phí khoảng 60 tới 70 triệu bảng. Trang chủ Chelsea vừa đưa ra thông báo, họ đã chính thức chiêu mộ thành công Christopher Nkunku từ câu lạc bộ Leipzig. Trước mắt, chân sút người Pháp sẽ gắn bó với The Blue thông qua một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, thương vụ này đã khiến Chelsea tiêu tốn gần 60 triệu euro. Và trên thực tế thì Nkunku đã hoàn tất kiểm tra y tế vào tháng 9 năm ngoái. Trao đổi với trang chủ của Chelsea về quyết định cập bến Stamford Bridge, ngôi sao 25 tuổi chia sẻ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gia nhập Chelsea. Một nỗ lực lớn đã được thực hiện để đưa tôi đến với câu lạc bộ. Tôi rất mong đợi được gặp huấn luyện viên và các đồng đội mới của mình, cũng như cho những người hâm mộ Chelsea thấy những gì tôi có thể làm được ở trên sân cỏ. Từng chơi ở Ligue 1 và Bundesliga, giờ tôi muốn thi đấu tại Premier League, một trong những giải đấu mạnh nhất thế giới. Tôi rất hào hứng với thử thách này và sẽ tự hào khi được khoác áo câu lạc bộ Chelsea." Hôm 12 tháng 6, tài khoản chính thức của câu lạc bộ Al Ittihad đăng tải ảnh Steven Gerrard đến thành phố Dammam của Ả Rập Xê Út để đàm phán hợp đồng. Truyền thông châu Âu tiết lộ cựu sao của Liverpool sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Al Ittihad. Steven Gerrard được cho là nhận mức thu nhập tương đương với các huấn luyện viên trong top 3 Premier League hiện tại, khoảng 15 triệu bảng mỗi mùa. Tuy nhiên, cựu cầu thủ này đã từ chối. "Tôi nhận được lời mời và đã có mặt để đàm phán hợp đồng. Tôi nghiên cứu các điều khoản trong vài ngày và quyết định sẽ không chấp nhận lời đề nghị đó," Steven Gerrard chia sẻ trên Channel 4 hôm 20 tháng 6. Năm 2016, Steven Gerrard giải nghệ ở tuổi 36 trong màu áo của câu lạc bộ Los Angeles Galaxy. Huyền thoại của sân Anfield bắt đầu sự nghiệp cầm quân khá suôn sẻ khi dẫn dắt đội U18 Liverpool trước khi sang làm thuyền trưởng của câu lạc bộ Rangers. Đỉnh cao của Steven Gerrard là ở mùa giải 2020-2021 khi giúp Rangers giành chức vô địch quốc gia Scotland sau một thập niên chờ đợi. Aston Villa mời Steven Gerrard về làm việc vào tháng 11 năm 2021, nhưng quyết định sa thải cựu cầu thủ Liverpool sau chưa đầy một năm vì thành tích bế bát. Bản tin bóng đá tối ngày 20 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bullscore App, nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.